Thấy không? Thấy màn hình không? Thấy rồi à? Ví dụ bây giờ tôi có cái đơn hàng số 123 nè. Tôi làm cái bàn, cái ghế, cái tủ nè. Cái đơn hàng số 2 nè. À Tôi làm cái giường, cái tủ, cái bàn thờ nè của em. Trong cái đơn hàng của em nó có giống vậy không? Hay là cái nó đơn chỉ có hàng của một mặt em, hàng thôi? cái đơn hàng của em thường ấy thì là sẽ lên một mặt hàng thôi. Rồi trong một mặt hàng đó thì nó gồm nhiều nguyên liệu để làm lên đúng không? Đúng. Rồi ok. Ok tôi biết rồi. Bao lâu em mới xong đơn hàng? Thường thường bao lâu em mới xong đơn hàng? À, thường thì quy trình của nó sẽ là 10 đến, nếu mà 15 sau khi mà ngày. nhận 10 đến 15 ngày sau khi mà nhận được cái đơn hàng mà khách Ok. đồng ý, tức là Ok rồi rồi, ok được rồi. em về sản xuất. Ừ. Thì bây giờ em Nói muốn chung là cái làm. cái sản xuất thì nó nhanh thôi, nhưng mà cái công đoạn mà làm sản phẩm mẫu với cả duyệt để làm khuôn thì là lâu. Ừ. Còn khi mà khách đã duyệt ok hết rồi thì là sản xuất ra là máy chạy nó nhanh thôi. Ok. Bây giờ em nói đi, để mà làm ra một cái đơn hàng như vậy á, nó tốn mấy yếu tố chi phí nè? Nó tốn những yếu tố chi phí gì biết không? 621, 622, 627. Nguyên liệu, Rồi được chưa? chi phí, vâng, nhân nhân công với cả đấy, đúng không? Nguyên liệu, nhân công và sản xuất chung. Nguyên liệu Chung là dễ rồi đúng không? vâng, Nguyên liệu tức là nguyên liệu làm lên những cái đơn hàng. Còn nhân công tức là con người, những cái ông mà trực tiếp làm lên cái đơn hàng. Còn sản xuất chung tức là những cái chi phí của cái đơn hàng đó, liên quan tới cái đơn hàng đó. Ví dụ như bây giờ em có cái nhà máy hay em có cái phân xưởng để em cưa em hàng gì đó, thì chi phí thuê phân xưởng, chi phí tiền điện, tiền nước rồi đó. dạ. Rồi như vậy rõ chưa? Rõ chỗ này rồi đúng không? Chi phí chung thì là cái gì nhỉ? Chi Ví dụ bây phí giờ em làm ra một cái cửa gì cho người ta, thì cái cửa đó em đem dưới xuống cái phân xưởng của em nè, em sẽ tốn chi phí tiền điện, tiền thuê phân xưởng, tiền khấu hao máy hàng rồi đó, máy cắt rồi đó. Rồi ok chưa? Còn đây là công nhân, cái đây là công nhân làm ra, còn đây là nguyên liệu. Rồi chỗ này em ok chưa? ạ. Tức là để làm ra bất kỳ một cái sản phẩm nào nó cũng cần có ba yếu tố chi phí này, em phải biết cái này gọi là tập hợp chi phí. Rồi được không? Đây là nguyên tắc số 1. Còn cái nguyên tắc số 2 em cần phải nắm nè. Là em phải tập hợp được cái này nè. Theo từng đơn hàng. Theo từng đơn hàng. Cái nào dùng chung mà cụ thể đây là 622 và 627 là cuối tháng phân bổ cho mỗi đơn hàng sản xuất trong tháng theo một cái tiêu thức phân bổ hợp lý mà em tự do. Thì cái hợp lý như thế nào, cái phương pháp phân bổ như thế nào thì tí nữa tôi sẽ nói, miễn sao cảm thấy hợp lý là được rồi. Rồi đây là mục tiêu. Rồi ok em nắm chỗ này không? vâng ạ. Rồi những nguyên tắc số 3 nè. Là khi bàn giao cái đơn hàng, khi bàn giao cái đơn hàng cho khách hàng
Thì 100% là xuất hóa đơn tại thời điểm nghiệm thu bàn giao. Cái số 2 là khi xuất hóa đơn thì ghi nhận doanh thu và giá vốn. Rồi, đây là ba nguyên tắc, em ok chưa? Rồi anh ơi, cái phần nguyên tắc số 3 thì đơn giản, cái phần đấy thì nhân Ừ. viên làm. Ok. Rồi bây giờ nè. Cái tiếp theo nữa là nguyên tắc số 4 nè. Là em phải có bảng theo dõi chi tiết từng đơn hàng. Đơn hàng đầu kỳ. Đơn hàng phát sinh trong kỳ, đơn hàng dự kiến sản xuất trong kỳ, đơn hàng bàn giao trong kỳ và cái đơn hàng tồn cuối kỳ. Em phải có cái bảng này em mới làm được. Cái bảng này em phải phối hợp với lại phòng sản xuất, phòng thiết kế gì đó. Nói chung là em làm kế toán thì em phải nắm được cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty. Thì cái bảng của em nó sẽ như thế này. Cái này là bảng mẫu thôi. Em có thể em thiết kế các cột theo cái ý của em. Ví dụ đây. Đây. Ví dụ như là cái đơn hàng này là tháng 1 nè, nói tôi làm như thế này. Cái Kế bảng hoạch này là bảng chi tiết tùy là đơn hàng. chi tiết của từng đơn hàng, chi tiết theo dõi Chi từng tiết đơn theo hàng, dõi. chi tiết theo dõi từng đơn hàng. Em phải biết là cái đơn hàng này nó ký lúc nào và nó sản xuất khi nào, nó làm khi nào và nó giao khi nào, gọi là kế hoạch sản xuất. Em phải biết cái này mới làm được. Em hình dung ra bài toán tôi nói không? Ví dụ như là tháng này nè, tháng này em có ký hai cái đơn hàng, nhưng với cái lực lượng của em không thể nào mà làm hai đơn hàng này xong trong cái tháng 1 này được, không thể nào mà làm được. Do đó là cái kế hoạch em đưa ra trong tháng 1 này là em chỉ sản xuất mỗi cái đơn hàng này thôi. Và cái đơn hàng này sẽ dời trong tháng 2. Cái đó gọi là kế hoạch sản xuất. Em có cần biết cái này không? Theo em có cần biết cái này không? Cái đấy thì cái gì anh nhỉ, nó lại được. Em tập trung vô em học hết đi rồi làm việc. Nè nghe nè. Em tập trung vô em học hết rồi em làm việc xong. Nghe nè. Ví dụ như cái tháng này nè. Em ký được tháng 1 nha. Em ký được hai cái đơn hàng. Nhưng mà với cái lực lượng của em thì làm song song hai cái đơn hàng á thì nó sẽ không cái đúng như cái tiến độ mà bàn giao cho khách hàng đã ký trong cái hợp đồng. Thì em tập trung dồn hết cái kế hoạch em đưa ra là làm hết cái đơn hàng số 1 này cho nó xong tháng 1 luôn để giao đúng như là cái kế hoạch đơn hàng mình đưa ra. Đúng rồi. Còn cái đơn hàng số 2 này mình sẽ lập kế hoạch là sản xuất trong tháng 2 và giao trong tháng 2. Thì Rồi. ý tôi hỏi á, là em có cần biết cái kế hoạch đó không? Và tại sao? Em có phải biết kế hoạch đấy chứ, thì em mới làm được với khách để giao hẹn cái tiến độ cho người ta chứ. Thì cái đó là về vấn đề giao tiến độ cho khách hàng thì mình không nói, nhưng mà mình làm kế toán á thì em kế toán là hạch À. hạch toán, thì ý tôi hỏi là em làm kế toán em có cần biết cái vấn đề đó không, vì sao? Em Ủa? không, cái vấn đề về đấy thì em có bên dưới nhà máy là họ sẽ sắp xếp các cái lịch để
để sản xuất rồi thì em chỉ có mỗi cái vấn đề là tính toán về giá thành. Thì trong cái giá thành đấy thì nó sẽ gồm các cái giá nguyên vật liệu và cái tiền gia công và tiền 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 chi phí chung, là đấy là mình phải phân bóc tách để phân bổ ra đó. Vậy em có Thì là cần đấy, biết, em có cần biết là kế hoạch trong tháng 1 sản xuất cả hai đơn hàng hay là sản xuất một đơn hàng không? Em có cần biết không? cái này thì nếu mà như bình thường ấy thì làm với cái năng lực của bên em thì bây giờ đang chỉ làm được một công một tuần, tức là một công một tuần tương đương với cả 25 tấn, Không không, stop stop thì stop. Bây giờ là đừng có nói, đừng có nói đó. Bây giờ đi tập trung vô vấn đề tôi nói đi. Có nghĩa em có cần biết là ví dụ như tháng 1 rồi nè, em ký hai cái hợp đồng này, hai cái đơn hàng này, em có cần biết được là trong tháng 1 là tôi làm mỗi đơn hàng này thôi hay là tôi làm song song? Em có cần biết cái vấn đề đó không? Khoan hãy nói về công biết. ty của em năng lực như thế nào tôi không quan tâm, bây giờ mình Em tập. có cần, em có cần biết chứ, Tại thì em sao? phải biết Tại sao cần biết? thì để cân đối với cả cái lượng mà mình mua hàng, mình còn đặt hàng. Bây giờ ví dụ nhá, trong tháng 1 mình giả được cái đơn đấy thì mình phải có kế hoạch đặt vật tư. Đúng không? Nếu mà bây giờ mình làm song song hai đơn như thế này thì cái kế hoạch để mình mua cái vật tư và mình đặt cái nguyên vật liệu Cái đó là gọi là cái vấn là đề về kế hoạch mua hàng, không không có bàn nữa. Nhưng mà ý về vấn đề hạch toán kế toán của em á, cái kế hoạch em mua hàng, cái vấn đề cái kế hoạch mua hàng đó là nó liên quan đến vấn đề mua hàng rồi, còn vấn đề mình đang làm giá thành, em đang làm giá thành giá thành. thì em chỉ cần tập Ừ, trung vô 61, 62, 67 này giùm tôi thôi được rồi. Ủa nhưng mà hình như là em đang đúng làm quản rồi, lý hay sao, em có học kế toán không? em làm quản lý Em không chứ biết không kế phải là toán kế đúng không? toán, hay là quản lý. Em không biết kế toán đúng Em không? không cũng không không biết nhiều. Em biết cơ bản cái bộ phận tám thì Ờ, thôi được rồi, được rồi, được rồi, là được có bộ rồi. phận rồi. Hàng chi là tôi dạy, tôi thấy nó mệt mệt rồi. Ok. Ủa như em biết 621 là gì không? 622, 627 là À, gì không? chi phí đầu sáu đi, Hả? biết biết sơ sơ sáu chi Không, phí em phải nói cụ thể để tôi biết tôi dạy. Em nói em không biết gì luôn thì tôi à dễ dạy hơn, chứ sáu. em cứ em lăng tăng như thế À, này. thì bây giờ Khi anh tôi đi ra hỏi thì em cứ 621 em hỏi là là tôi hỏi em nói lan man không thì nên rất là khó để mà nói chuyện. Có nghĩa là em chưa, em học kế toán nhưng mà em không bao giờ làm đúng không? vâng, em ít làm nhưng mà em vẫn biết đây. Ví dụ anh nói 621 là chi phí nguyên liệu, 62 là Hả? nhân công, Ừ. 627 là các Ok. chi phí quản lý chung. Hiện tại là em đang làm quản lý thôi đúng không? Vâng, quản lý tổng Ok. thể. Rồi đây đi. Là 100% kế toán là phải đi song hành với tất cả các phòng ban. Điều đó là điều mới làm được kế toán. Còn kế toán mà không đi song hành với phòng ban, tức là kế toán không biết được là trong công ty mình phòng kinh doanh nó đang làm cái gì, hôm nay nó đang làm cái gì, phòng sản xuất tháng này nó đang sản xuất cái gì, thì sẽ không bao giờ làm được kế toán. Được chưa? Như vậy là trong cái tháng này, ví dụ như đây là tôi đang nói tháng 1 rồi, có hai đơn hàng thì 100% kế toán phải biết kế hoạch sản xuất trong tháng 1 này là của một đơn hàng này thôi hay là của hai đơn hàng này. Cái này phải phối hợp với phòng sản xuất. Nếu mà chỉ sản xuất một đơn hàng này thôi thì toàn bộ chi phí phát sinh ba cái yếu tố này nè sẽ tập hợp hết vô cái ông này thôi. Vâng. Còn nếu mà trong tháng 1 này kế hoạch sản xuất hai đơn hàng này thì 100% trong tháng 1 này nó phát sinh ba yếu tố chi phí này thì mình phải tiến hành phân bổ ba yếu tố này nè Vâng. cho từng cái đơn hàng. Ý tôi là như vậy đó, em nắm được tinh Rồi. thần chưa? Nắm được rồi. Ừ, đó ý là như Hiểu vậy. Rồi vậy bây giờ tôi ví dụ cho em đây. Ví dụ nè. Bây giờ cái đơn hàng của mình nè. Cái này là tôi vừa dạy bên gỗ á. Thì tôi cho em xem nó cũng làm theo đơn hàng nè. Ví dụ đơn hàng số 1 nè. Tháng 1 nè.
nó có cái bàn, cái ghế, cái tủ, số lượng theo đơn hàng nó đặt này. Và cái đơn hàng số 2 là cái giường, cái tủ thờ và cái bàn phòng khách, cái số lượng nó đặt đây. Và cái đơn giá chưa VAT này, thành tiền VAT, VAT thành tiền, rồi cái nguyên liệu nó dùng. Ok, hiểu cái này không? Tới Vâng. tới cột này hiểu rồi đúng không? Dạ, tục đấy thì nó không có gì. Ok. Thì khi mà mình làm Nhưng mà sao? cái đơn hàng đấy là con là em thấy nó đã ra giá rồi. Ủa cái đơn hàng đây Tức là là giá cái bán giá. mà em, giá bán. Ừ. Còn giá thành là mình phải tính. À, tức là mình chưa biết được giá thành mà mình đã làm ra Chưa. được giá bán rồi anh. Ủa, vấn đề giá bán là giá theo thị trường, giá bán của em phải làm ra giá thành kế hoạch được chứ. Em phải có giá thành kế hoạch. Ủa không, nhưng mà hàng đơn hàng hàng của em toàn hàng đặc thù Phải có giá thành kế hoạch. thôi, làm gì có hàng theo thị trường. Không, bây giờ cái vấn đề Có mà anh ơi, để đâu mình đặt thù cái hoài. không có giá, không có ngoài thị trường, nhưng mà em vẫn Mỗi tính, một em vẫn tính được giá thành kế hoạch. sao mà tính được giá thành kế hoạch? Ủa bây giờ như thế này nha, bây giờ tôi nói như thế này nè, em làm ra cái bàn này nè, em có định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho một cái bàn không? Có. Rồi vậy em có được cái nguyên liệu của nó, em nhân với lại đơn giá được không? Nguyên liệu làm cái Em có bàn, nguyên liệu. ví dụ để làm ra cái bàn này tôi cần 2 mét khối, đơn giá mua nguyên liệu của em là 100 ngàn. Hai, cái đây gọi là giá thành kế hoạch nha. Rồi em ra được cái này. Rồi bây giờ để làm ra cái bàn này nè, em cần bao nhiêu con người để làm ra cái bàn này, em phải tính ra được, gọi là con người là nhân công. Ví dụ như em kêu cần 2 người, một người em trả là 400 ngàn đồng trên một ngày, em nhân lên để làm ra cái bàn này nó tốn 10 ngày em nhân lên, hiểu không? Đây tức là để làm ra cái bàn này em phải tốn như thế này 400 ngàn, là tốn 8 triệu để làm ra 10 ngày mới xong. Đây là nguyên liệu nè, rồi bây giờ sản xuất chung của em, tiền điện của em một tháng trung bình là bao nhiêu, em tính ra tiền điện rồi khấu hao, rồi em tính ra những cái chi phí sản xuất chung nè, em tính ra trong một tháng trung bình của em là bao nhiêu. Ví dụ như trung trung bình, Để lên xin ký. alo 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 có không, Đây đây đây. em tính trung bình nè, cái đây là hai, cái này là em ok chưa, tôi nói tiếp, hai cái này em đồng ý chưa? Rồi tính ra được giá thành kế hoạch là ra con người, Em tiền điện hao, mấy cái hả? tiền điện cấu hao này thì thường là nó sẽ ở trong một cái phân xưởng thì lại phải chia ra, phải chia nhỏ ra. Đúng rồi, thì bây giờ tôi tính là cố định cho em nè, em phải có mấy cái này. Đầu tiên em phải liệt kê ra số 21, số 22, số 27 của mình là gì, liệt kê càng chi tiết càng tốt. Rồi cái nào mà là một tháng á, cái nào mà nó không trực tiếp được, giống vậy nè, cái đây gọi là trực tiếp, cái đây gọi là đích danh, cái đây gọi là đích danh. Còn cái nào mà nó mang tính chất gọi là chung á, ví dụ như một tháng trung bình tiền điện, tiền nước, Chung. tiền khấu hao của em là 30 triệu, thì em phải lấy 30 triệu đây nè, em chia cho cái đơn hàng của em nhận trong cái tháng đó mà em sản xuất, em chia ra, em Chia cho đơn hàng. chia cho cái đơn hàng mà em nhận được, em đang sản xuất trong cái tháng đó. Ví dụ trong tháng đó em nhận được 10 đơn hàng và em cũng sản xuất 10 đơn hàng luôn, thì em lấy 30 triệu này em phân bổ cho 10 đơn hàng này theo một cái tỷ lệ nào đó mà em cảm thấy phù hợp, ví dụ như là theo giá trị hợp đồng đã ký, hiểu không?
Ví dụ như 10 đơn hàng này em chia ra là số 1, số 2, số 3 nè. Cái đơn hàng này trị giá là 50 triệu, đơn hàng này 60, đơn hàng này 70 chẳng hạn, hiểu không? Đây. Đây, tổng 3 đơn hàng mà em ký nè. Đơn hàng tổng 3 đơn hàng là 180, từ đây em lấy tỷ lệ nè. 10 Rất là bình thường, tôi có vấn đề gì đâu mà không tính được. Cái này gọi là giá thành kế hoạch, chứ không phải là đợi sản xuất ra mới có giá thành. Không phải, giá thành kế hoạch mình tính thì là được. đấy, quan trọng nhất là cái tính cái giá thành kế hoạch này này Thì thì đấy, thì tóm đi chỗ này, là tóm đi, em nghe tôi nói đi, lắng nghe này. Đầu tiên em phải làm ra được cái này, 621 này là dựa vô định mức. Cái này là dựa vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu nhân với lại đơn giá nguyên vật liệu. Vậy định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tôi ví dụ cho em đây. Ví dụ nè. Đây. Để làm ra một cái bàn, để làm ra một cái ghế này, tôi cần cái nguyên liệu của tôi đây á, là nguyên liệu gỗ nè, gỗ thông nè, là tôi cần 2 mét gỗ thông. Đó, em phải làm ra một cái bảng định mức giống như này. 2 mét gỗ thông này em mới nhân cho đơn giá của 1 mét gỗ thông mà em biết được là em mua ngoài thị trường ấy, thì nó sẽ ra được cái này. Rồi, hiểu chỗ này không? Rồi, đây là thành tiền. Rồi, về con người thì em phải dự trù được, với để làm ra cái này nó cần bao nhiêu con người. Một con người thì em phải trả cho người ta một ngày là bao nhiêu tiền. Để làm ra cái bàn này nó tốn bao nhiêu ngày, em mới ra được cái này. Thì từ đó em mới nhân ra thì nó ra được. Để làm xong cái bàn em tốn 2 con người, tốn 8 triệu làm 10 ngày xong. Rồi, hai cái này gọi là đích danh. Rồi, hiểu không? rồi. Cái còn lại là 627 gọi là sản xuất chung. Thì em phải tính ra được cái sản xuất chung này nè, gọi là chi phí cố định trong một tháng của em. Tiền điện, tiền khấu hao, tiền thuê phân xưởng. Tiền điện, tiền khấu hao, tiền thuê phân xưởng. Đó, em phải tính Rồi. ra được những cái chi phí cố định đây nè. Giả sử nó ra 30 triệu thì em phải biết cái 30 triệu này nè em phân bổ cho từng cái đơn hàng mà em nhận được trong cái tháng này. Ví dụ đây là tháng 1 2024, em có 3 cái đơn hàng này thôi. Và tháng 1 2024 3 cái đơn hàng này cùng làm luôn thì giá trị của nó như thế này, và cái tỷ lệ này đó. Thì em lấy cái tỷ lệ này nè, em nhân cho cái chi phí cố định của sản xuất chung nè, thì nó ra giá trị của từng đơn hàng ở bên sản xuất chung phân bổ cho từng đơn hàng. Rồi, nắm được không? Rõ rõ cách làm giá thành kế hoạch chưa? Rồi. Thì đây, với cái giá thành kế hoạch này thì mình sẽ ra được cái mà thằng thằng này nè, đúng không? Ví dụ thằng này nó đang ra là 200 nè, 8 triệu nè, 8 triệu 3 nè, nó ra là 16 triệu nè. Rồi, chứ được chưa? Rõ không? Đây gọi là giá thành kế hoạch. Cộng với cả cái chi phí, cộng với cả cái chi phí sản xuất chung mà ra được giá thành kế hoạch, thì cái giá này nó đã phải cái giá mà cuối cùng mình báo cho khách chưa, hay là nó chỉ là cái giá vừa nãy như Chưa anh chưa 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 đưa chưa lên thì chưa là chưa chưa giá này gọi là giá vốn của em, không có ai biết hết, chưa có lãi. không có ai biết hết, được không? Và em muốn Ok. lãi bao nhiêu thì em nhân phần trăm lên. Cái đây là phần trăm lãi mong muốn. Ví dụ em muốn lời 50% thì đây em lấy cái số này em nhân 50% thì cái ra giá bán của em nè, giá báo đó 24 triệu.
Rồi được chưa? Thế là cái giá đấy cái mình sẽ báo cho khách đấy đúng không? Đúng rồi. Còn V hay Ừ. chưa, có V hay chưa V tùy theo em muốn có V hay chưa V là tùy theo em, nhưng mà đại đa số cái này là chưa V, chưa VAT. Còn VAT thì em nhân thêm 10% nữa, VAT 10%. Rồi đấy này là đó, giá này giá đã có V này rồi, được không? Rồi. Đó, đây người ta gọi là Tức giá. là cái 621 cộng 622 cộng 627 thì bằng ra được giá vốn. Giá thành, dùng cái từ ngữ đúng hơn gọi là giá thành. Giá thành nha, được không? Giá thành xong cộng 100 lãi. Rồi sẽ Không. ra được giá bán. Đúng rồi. Đây gọi là giá bán nè. Đúng rồi, rồi giá bán.